Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thành phố Đà Nẵng vẫn đang ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Trong đó, số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội dương tính với SARS-CoV-2 là rất lớn. Theo quy định, thì người lao động sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn bà đã dành thời gian nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa bà, một trong những cái vấn đề mà được người lao động quan tâm nhất hiện nay đó là nếu như không may người lao động bị mắc COVID-19 tức là F0 thì họ có được chi trả bảo hiểm xã hội không ạ? Người lao động mà đang tham gia bảo hiểm xã hội nếu không may bị nhiễm COVID-19 thì sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội nếu đảm bảo đủ điều kiện hưởng và hồ sơ theo quy định. Vâng, nếu người lao động được hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thì họ sẽ được hưởng như thế nào? Theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là quy định từ 30 ngày đến 70 ngày tùy thuộc vào điều kiện làm việc và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm mà khi mà chăm sóc con ốm được tính theo số ngày nghỉ chăm sóc con tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Ngoài ra thì người lao động còn được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong trường hợp này thì sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Vâng, thưa bà, để được hưởng các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động bị mắc COVID-19 thì họ cần phải hoàn tất những cái thủ tục gì, mức hưởng và thời gian bao lâu cũng như là cách chi trả như thế nào, thưa bà? Thì để được hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19 thì người lao động cần nộp cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc là giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ về việc cho người lao động nghỉ thêm cái thời gian điều trị đối với trường hợp điều trị ngoại trú và trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì phải nộp hồ sơ cho đơn vị để đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Mức hưởng chế độ ốm đau thì được quy định tại khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2019. Người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thì người sử dụng lao động phải lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì mức hưởng bằng 30% mức lương cơ sở một ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và chi trả cho người lao động trong thời hạn tối đa là 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thông qua tài khoản cá nhân hoặc là qua đơn vị sử dụng lao động. Xin cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.